Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mục theo dấu đơn thư, chúng tôi có phản ánh đơn thư của bà Nguyễn Thị Nhuần, Lê Thị Thế, thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động và trích dẫn công văn trả lời đơn thư công dân của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Cuối chuyên mục là thông báo chuyển đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Nhuần, Lê Thị Thế, thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động. Nội dung đơn thư công dân phản ánh về việc năm 2003, Ủy ban Nhân dân xã Nhân La có tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khu vực sau trường cấp 1, xã Nhân La. Gia đình có tham gia đấu giá và trúng thầu lô đất dài 22m, rộng 8m, tổng diện tích là 176m2 và gia đình đã nộp tiền đầy đủ có biên lai thu tiền của Ủy ban Nhân dân xã Nhân La. Trong quá trình sử dụng đất, các hộ gia đình có đến gặp cán bộ chuyên môn của xã để hỏi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được trả lời là chưa có. Và từ khi đấu thầu năm 2003, nhưng đến năm 2017, gia đình mới được nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động về việc cấp quyền và chuyển mục đích sử dụng đất do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hồ Văn Ti ký từ ngày 5 tháng 12 năm 2003. Chúng tôi mua đất thì 2003, mà đến tận 2017 chúng tôi mới được cầm quyết định. Thì trong khi đó là mua 176m2, nộp tiền đầy đủ, thước mét đầy đủ. Thế nhưng mà trên quyết định của huyện thì có 140m2 thôi. Thế thì từ 2017 chúng tôi mới được cầm quyết định. Thì chúng tôi mới ra xã đề nghị. Thì xã cũng nói rằng xã không giải quyết nổi thì chỉ có là cấp trên. Thì giờ chúng tôi lại vào huyện, 2 năm rồi nay rồi thì cũng đề nghị với huyện rồi xuống đến tỉnh. Thì là chúng tôi chẳng đòi gì hơn mà chúng tôi không kiện cáo ai. Giờ quyền lợi của chúng tôi 176m2 mà giờ chỉ còn có 140m2 thôi. Tại thực địa lô đất các hộ đang sử dụng, phía trước là đường, phía sau là đất của trường học. Theo quyết định giao đất là 140m2, còn các gia đình mua là 176m2. Và theo báo cáo của địa phương thì phần đất 36m2 còn thiếu của gia đình hiện đang là đất thuộc hành lang giao thông. Khi phóng viên có trao đổi với đại diện chính quyền địa phương thì được ông Phạm Bá Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nhân La cho biết, năm 2003 địa phương tổ chức đấu thầu, ông Nghĩa khi đó là thủ quỹ và xác nhận là có thu tiền của các hộ dân trúng thầu và số tiền đã nộp vào ngân sách. Thì thực ra cái hành lang này thì nó là hành lang liên thôn, lúc đấy là không tính một hành lang, chứ là còn làm sao cái hành lang của một liên thôn đường hiện chẳng là 6m, cả lề cả đường bê tông nó đơn từ đây đến danh 6m, chứ không phải không ông có để 8m thì làm gì cái đường liên huyện. Trong hồ sơ bán nhé, hồ sơ bán nhưng mà tất cả hồ sơ đấu giá đều là 176m. Trong quá trình tìm hiểu về sự việc, phóng viên được đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường huyện cho biết. Nhưng mà về quan điểm chuyên môn thì đúng sự là án tại hồ sơ cũng giao theo quyết định vào hồ sơ cấp đất. 36m2 là nhau thôi. Để xử lý, để cho thứ nhất là người dân người ta mất tiền rồi, muốn tìm cách nào được để xử lý, anh em cũng có một số cái đề xuất. Tất nhiên cái việc này cũng phải xin ý kiến, thứ nhất là phải xin ý kiến người dọc cấp trên, và thứ hai là phải được sự đồng ý của các ngành chuyên môn nữa. Đấy. Và mình có hướng đề xuất của mình thì trên cơ sở là các ngành và lãnh đạo quan trọng nhất. Như vậy, đơn thư công dân đề nghị là đúng, vì thực tế năm 2003, Ủy ban Nhân dân xã Nhân La có tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất công khai. Và theo quy định của pháp luật là sau khi hoàn thành công tác đấu thầu, các cơ quan chuyên môn phải có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trúng thầu. Nhưng vấn đề đặt ra là người trúng thầu đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ năm 2003, nhưng tận đến năm 2017, tức 14 năm sau khi trúng thầu, họ mới được cầm quyết định giao đất và khi đó mới biết được diện tích được giao đất thiếu so với diện tích trúng thầu. Qua sự việc trên, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của các cấp trong quản lý đất đai trên địa bàn và giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng của người dân, tránh để đơn thư kéo dài vượt cấp.
Ban biên tập hồ thư nhận được đơn thư của bà Dương Thị Hạnh, thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn thư đề nghị Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ thi hành dứt điểm bản án dân sự phúc thẩm số 11 ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn công dân đến Cục thi hành án dân sự tỉnh và nhận được ý kiến trả lời như sau. Cục thi hành án dân sự tỉnh có công văn chỉ đạo đến Chi cục trưởng, Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ để giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ tổ chức thi hành vụ việc thi hành án đúng quy định của pháp luật. Thực hiện sự chỉ đạo, ngày 28 tháng 7 năm 2020, Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ đã ban hành công văn số 519 về việc trả lời đơn đề nghị thi hành án của bà Dương Thị Hạnh và báo cáo nội dung phương án thi hành vụ việc. Nội dung vụ việc thi hành án, căn cứ bản án dân sự phúc thẩm số 11 ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh và theo đơn yêu cầu thi hành án của bà Dương Thị Hạnh ngày 25 tháng 10 năm 2017, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ ra quyết định thi hành án đối với người phải thi hành án là ông Dương Đình S, sinh năm 1962, địa chỉ thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Buộc ông S phải giao trả bà Hạnh 316m² đất và một số tài sản trên đất. Đây là vụ việc thi hành án giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất. Người được thi hành án và phải thi hành án có mối quan hệ là chị gái và em trai ruột. Nhà và đất phải giao cho bà Hạnh và cho anh Dương Đình Du, con trai ông S cùng vợ và một con nhỏ đang trực tiếp quản lý sử dụng. Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ đã thực hiện thủ tục thông báo về thi hành án, yêu cầu người phải thi hành án tự nguyện thi hành, nhưng hết thời gian tự nguyện, người phải thi hành án là ông Dương Đình S, mặc dù có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Gia đình ông S còn tiến hành cơi nới, xây dựng, thay đổi hiện trạng tài sản trên đất. Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ xác định phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án và dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 8 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 15 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Do vậy, Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ chưa tổ chức cưỡng chế thi hành án theo dự kiến. Khi tình hình dịch bệnh được khống chế ổn định, Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức cưỡng chế thi hành án dứt điểm vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn thư của những công dân có tên sau đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn thư của bà Đoàn Ngọc Bích, tạm trú tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên. Đơn thư của ông Tô Xuân Dũng, quê quán thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, chuyển đến Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang. Đơn thư của ông Bùi Bá Linh, thôn Kim Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, chuyển đến Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu. Đơn thư của ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân, huyện Phù Cử, chuyển đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đơn thư của ông Nguyễn Hồng Thanh, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Ủy ban Nhân dân phường Lam Sơn, Công an thành phố Hưng Yên. Sau khi nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.